Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đi Review. Tạo dựng một thương hiệu con có vẻ như đang trở thành một trào lưu của các hãng điện thoại Trung Quốc. Và sau khi Huawei tạo ra Honor hay là Oppo tạo ra Realme. Và ngày hôm nay thì đến lượt Xiaomi tiếp tục nối bước khi tung ra sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu Bocophone, mang tên là Bocophone Boco F1. Hiệu năng là yếu tố được tập trung trên Boco F1 với slogan Master of Speed, ông trùm tốc độ. Và Poco F1 không chỉ sở hữu phần cứng mạnh mà còn có nhiều tinh chỉnh về phần cứng và phần mềm để đem lại hiệu năng tốt nhất. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video này để tìm hiểu xem chiếc Poco F1 có những gì và phải chăng Xiaomi có đang phá giá thị trường không nha. Về mặt cấu hình thì bên trong Poco F1 là con chip Snapdragon 845 mạnh mẽ nhất của Qualcomm. Bocophone cho biết thì chiếc máy này đạt hơn 290.000 điểm AnTuTu và thuộc hàng cao nhất hiện nay. Và để duy trì hiệu năng trong thời gian dài thì Poco F1 được trang bị hệ thống tản nhiệt mang tên là Liquid Cool cho khả năng phân tán nhiệt hiệu quả hơn 300% so với các sản phẩm cao cấp khác. Và đi kèm với con chip Snapdragon 845 thì Poco F1 được trang bị RAM 6 hoặc 8GB và bộ nhớ trong tùy chọn 64, 128 hoặc 256GB. Thời lượng pin của máy dự kiến sẽ rất ấn tượng với viên pin 4.000 mAh. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 qua cổng USB Type-C. Và đặc biệt thì vẫn có jack tai nghe 3.5mm truyền thống và người dùng sẽ không phải khổ sở vì sử dụng adapter. Về mặt thiết kế thì Bocophone F1 được làm bằng chất liệu nhựa polycarbonate và Bocophone cho biết thì mặt lưng này rất cứng cáp, dễ cầm nắm và không lo ngại bị rơi vỡ như đa số các smartphone cao cấp với mặt lưng kính hiện nay. Và đi kèm với đó là Bocophone cũng sẽ bán nhiều phụ kiện như là miếng dán skin hoặc là các ốp lưng với họa tiết khác nhau. Ngoài ra thì Bocophone F1 còn có một phiên bản AMOLED Edition đặc biệt cho khả năng chống chảy xước và cảm giác cầm nắm rất tốt. Và có vẻ như nhằm giảm bớt chi phí thì mặt lưng chính là phần mà Xiaomi đã làm. Vì vậy mà trông chiếc Bocophone F1 không được cao cấp. Và ở mặt trước thì Bocophone F1 được sở hữu màn hình tai thỏ, độ phân giải Full HD Plus với kích thước 6,18 inch. Màn hình này có độ sáng lên tới 500 nit cực tốt. Và trong trường hợp người dùng không thích tai thỏ thì người dùng có thể ấn nó đi bằng phần mềm. Poco F1 còn hỗ trợ loa kép với một loa ở mặt trước và một loa ở cạnh dưới, cụm cảm biến ở tai thỏ, còn là một hệ thống camera nhận diện khuôn mặt. Camera này là camera hồng ngoại và cho phép Poco F1 mở khóa bằng khuôn mặt ngay cả trong bóng tối, tương tự như là chiếc Mi 8. Camera chính của Poco F1 là cụm camera kép, bao gồm một cảm biến chính 12 megapixel, sử dụng cảm biến IMX363 giống như trên Mi 8 và Mi Mix 2S. Còn cảm biến phụ là 5 megapixel với nhiệm vụ đo khoảng cách và phục vụ cho tính năng chụp ảnh xóa phông. Ngoài ra thì công nghệ Dual Pixel AF giúp cho máy lấy nét nhanh hơn. Bocophone cũng tích hợp công nghệ AI cho cả camera trước và camera sau. Về phần mềm thì Poco F1 chạy giao diện MIUI như các máy Xiaomi, tuy nhiên thì được tùy chỉnh để đem lại hiệu năng tốt hơn. Bocophone còn cho biết thì nhờ các tinh chỉnh của mình thì chiếc F1 này có thể đánh bại cả chiếc OnePlus 6, vốn được đánh giá rất cao về mặt hiệu năng. Bocophone cũng hứa hẹn thì chiếc máy này sẽ có thời gian cập nhật phiên bản mới của Android nhanh hơn. Và cuối cùng thì chiếc F1 đang sở hữu mức giá cực kỳ hấp dẫn. Tại Ấn Độ thì Poco F1 đang có giá 6,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 6GB và 64GB bộ nhớ trong, 7,99 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, 9,6 triệu đồng cho phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Edition với 9,9 triệu đồng. Và cuối cùng có thể thấy được một cấu hình khủng như vậy mà Poco chỉ có giá ở trong phân khúc smartphone tầm trung. Thì liệu có phải Xiaomi đang đi một nước cờ lớn nhằm quảng cáo về sản phẩm của hãng và đang phá giá thị trường không? Các bạn thấy sao về sản phẩm này thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của Đi Review và không bỏ lỡ bất cứ video nào của bọn mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!